Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết năm Nhâm Dần 2022. Thì như các bạn có thể thấy đây thì cây hoa mình đang giới thiệu với các bạn đó chính là cây dòng hoa trà mi tứ quý các bạn nhé. Ngay từ cái tên gọi của nó thì các bạn có thể hình dung ra được cái giống hoa này nó sẽ nở quanh năm. Và đặc biệt thì cây hoa trà mi tứ quý này nó có cái khả năng chịu thời tiết nắng nóng khá là tốt các bạn nhé. Phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Hoa thì có cái màu đỏ tươi rất là đẹp mắt như thế này. Chính vì vậy thì rất nhiều gia đình lựa chọn cái giống hoa trà mi tứ quý này để trưng Tết. Hôm nay trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả các thông tin đặc điểm về cây hoa trà mi tứ quý này. Đồng thời thì mình cũng sẽ giới thiệu với bạn thêm một số các loại hoa đẹp khác cũng nở trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Thì bạn có thể tham khảo những loại hoa này để trang trí cho ngôi nhà của mình trong cái dịp Tết Nguyên Xuân về các bạn nhé. Và mỗi loại hoa thì đều có cái nét đẹp riêng. Tuy nhiên nếu nói về sắc hoa thì chúng ta không thể không nhắc đến cái vẻ đẹp của cây hoa trà mi này. Chính vì vậy thì người xưa mới có câu là sắc trà hương bộc. Cái vẻ đẹp của cây hoa trà mi đã được người dân Việt Nam ta đánh giá rất cao từ ngàn đời nay rồi đấy. Ở hoa thì có cái màu đỏ tươi rất đẹp mắt như này gọi nhé. Bên trong thì có nhị vàng. Cái sắc đỏ của cây hoa trà mi thì nó mang lại rất nhiều cái sự may mắn, mang lại phú quý tài lộc trong cái dịp đầu xuân năm mới gọi nhé. Ở những cánh hoa thì có cái màu đỏ tươi đan xen lại với nhau, nhìn rất là đẹp mắt gọi nhé. Bông hoa thì khá là to, nó to gần bằng cái lòng bàn tay và nở rất là bền, kéo dài khoảng tầm gần 2 tuần gọi nhé. Ra hoa quanh năm liên tục. Trà tứ quý nó là một cây dòng cây thân gỗ lâu năm các bạn nhé. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao nó dao động khoảng tầm 1 đến 2 mét. Nó cũng không cần quá nhiều cái diện tích các bạn nhé. Các bạn có thể lựa chọn trồng tại trên ban công hay sân thượng hay là trước hiên nhà đều được. Đấy, trước hiên nhà các bạn có thể lựa chọn trồng hai cây trà tứ quý này. Khi cây nó nở hoa sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Những cánh hoa màu đỏ thắm đan xen lại với nhau như thế này. Đấy, vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây. Cây nó cao khoảng tầm 40-50 phân, hay cây nó cao khoảng tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi, bên mình đều có nhé. Có rất nhiều kích thước chủng loại cây và số lượng rất là nhiều, đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tất cả những cái cây trà tứ quý bên mình thì đều được trồng trong những chậu vải, bầu rễ phát triển rất ổn định khỏe mạnh rồi. Về các bạn chỉ việc tháo những cái bầu vải ra, các bạn trồng sang chậu mới thì cây nó sẽ tiếp tục sinh trưởng và phát triển bình thường. Cây nào bên mình cũng đang cho hoa rất là sai như này. Đặc biệt là một cái giống hoa trà mi tứ quý này thì lá của nó sẽ nhẵn hơn so với những cái giống hoa trà mi khác các bạn nhé. Lá nhẵn và cái viền lá của nó thì không có răng cưa. Đấy, các bạn thấy là hoa là có cái màu đỏ tươi rất đẹp như này. Cây cho hoa rất là sai và ra quanh năm các bạn nhé. Đấy, trên những cây nó cao khoảng tầm 70-80 phân như này cũng có khoảng tầm vài trăm nụ rồi. Đấy, các bạn thấy là trên cây nó còn rất là nhiều nụ các bạn nhé. Trưng Tết sẽ rất là đẹp. Đấy, rất là sai luôn. Đó chính là cái giống hoa trà mi tứ quý, cũng là một loại hoa mà rất đáng để trồng các bạn nhé. Vừa dễ trồng, hoa lại đẹp và lại nở quanh năm, có khả năng chịu nhiệt tốt đấy. Rất là sai hoa sai rụng rồi. Một cái đỉnh ngọn như này thì có những ở vị trí nó khoảng tầm 3 đến 5 bông hoa các bạn nhé. Rất là sai hoa, các đứa hoa nó nở liên tục nối tiếp nhau. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này thì đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam các bạn nhé. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo là 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây. Các bạn chọn cây nào thì bên mình sẽ gửi cho bạn cây đó các bạn nhé. Số lượng của rất là nhiều, đảm bảo với các bạn về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay. Giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Các bạn nhận cây, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì đội ngũ kỹ sư bên mình sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho bạn trong suốt quá trình trồng vậy đấy. Cây nào bên mình cũng đều đang sinh trưởng phát triển rất tốt, cho hoa rất là sai như này, có đầy đủ các kích thước chủng loại cây vậy đấy. Trong những cái video sắp tới thì bên mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái loài hoa ngoại nhập mà phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam và cho vẻ đẹp rất là quyến rũ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ những cái loại hoa rất là đẹp khác vậy nhé. Đấy, đây là những bông hoa trà tứ quý đấy, rất là đẹp.